Thì chào anh em chơi lô đề. Thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm đánh lô đề bịp, phần mềm cao cấp độc quyền của trung tâm ứng dụng phần mềm chúng tôi. Đấy, thì cái phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại của anh em, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo đều có thể cài đặt được. Đấy, vì cái lý do bảo mật cho công ty, đấy, cũng như là bảo mật cho anh em, nên là chúng tôi không lộ phần mềm. Thì anh em kết bạn vào 091651 tứ quý 4 để chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm trực tiếp anh em nhé. Thì cái phần mềm này tôi đã cài đặt trên cái dòng điện thoại iPhone này rồi. Đấy, thì vì lý do bảo mật nên là khi chỉnh sửa và khi test, đấy, tôi sẽ giấu cái phần mềm đi. Đấy, trước khi test, đấy, tôi bật cái đồ chạy dây này. Đấy, rồi tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn anh em nhé, sang cái máy này. Đấy, rồi tôi chỉnh sửa trực tiếp cho anh em thấy, sau đó tôi ok lại, tôi để 1-2 phút sau tôi chỉnh sửa. Đấy, ok, đã nhận được tin nhắn anh em này. Đấy, lô 0607. Đấy, tôi sẽ sửa thành con số khác, sửa trực tiếp cho anh em thấy anh em nhé. Đấy, ok, đã sửa thành 3344. Đấy, thông thường chủ lô họ ok lại này anh em này. Đấy, ok lại. Ok anh này, em nhận được số này. Em nhận được số anh này. Đấy, số anh rồi này. Đấy, số anh. Ok, họ sẽ gửi lại cho mình. Đấy, họ sẽ gửi lại cho mình. Ok, đấy, tôi sẽ để 1-2 phút sau, đấy, tôi chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em là khi chỉnh sửa cái thời gian vẫn giữ nguyên mốc thời gian ban đầu anh em nhé. Vì cái lý do Facebook không cho phép, đấy, thế nên là tôi sẽ để 1 phút sau tôi chỉnh sửa, để qua 1 phút, đấy, khi chỉnh sửa thì thời gian nó không thay đổi. Và chúng tôi đã để một số cái đường link ở phía dưới, ví dụ như phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo, Viber, Kakao, Messenger trên Facebook. Thì anh em có nhu cầu sử dụng phần mềm nào thì em qua đường link phía dưới anh em xem. Đấy, thì cái kênh thương hiệu của chúng tôi là phần mềm đánh lô đề bịp. Thì anh em có nhu cầu tất cả những cái clip chúng tôi đã làm và đã test những cái phần mềm Zalo, Viber, Kakao, thì anh em qua kênh YouTube thương hiệu chúng tôi, phần mềm đánh lô đề bịp, anh em xem anh em nhé. Đấy, 29 rồi anh em nhé. Đấy, rồi tôi sẽ dùng cái máy đã chỉnh sửa này. Đấy, đã cài trên cái phần mềm rồi tôi sẽ chỉnh sửa lại để cho anh em thấy độ hiệu quả của nó. Đấy, trong khi chỉnh sửa anh em nhìn cái máy của chủ lô này. Đấy, không sáng đèn anh em nhé. Đấy, trong khi mà mình chỉnh sửa máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, bây giờ tôi tiến hành chỉnh sửa này. Thì cái phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ là nhanh, anh em chỉ cần vào phần mềm. Đấy, vào phần mềm và anh em có 2 mục nội dung. Đấy, và cái phần trên là cái số điện thoại của người chỉnh sửa. Đấy, anh em vào phần mềm. Đấy, rồi anh em gửi lại con số mong muốn thì máy bên chủ lô tự động, đấy, sẽ thay đổi thành con số khác anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong rồi anh em này. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở cái máy chủ lô ra để xem con số đã được thay đổi và cái thời gian nó có giữ nguyên mốc thời gian ban đầu không anh em nhé. Đấy, tôi sẽ mở này. Đấy, ok, anh em đã nhận được số anh này. Đấy, 8899 đã chuyển đổi thành 8899 anh em nhé. Đấy, 3344 đã chuyển thành 8899. Đấy, thời gian là vẫn là 17h28 anh em nhé, vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu. Đấy, thì tôi sẽ để nét cho anh em xem. Thì vừa rồi tôi đã test cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài anh em nhé. Thì tôi để một số cái đường link phía dưới. Đấy, chỉnh sửa tin nhắn Zalo, Viber, Kakao. Thì anh em có nhu cầu phần mềm nào thì anh em qua đường link phía dưới anh em xem. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.